chào bác sĩ sắp thì biết đấy. Hôm nay một anh nam 18 tuổi ạ. Bạn ấy bao giờ dài? Bạn ấy hay có mùi đúng không em? Thì bây giờ mình sẽ cắt ra bằng máy, xong mình sẽ khâu lại. Bác sĩ sắp thì rất đây. Hôm nay vừa cắt đau đầu cho một thanh niên học sĩ tử vừa mới thi đại học xong các bạn. Bạn ấy bị bao quy đầu dài. Đây kết quả sau khi tôi cắt đây. Đây các bạn thấy là kết quả sau cắt. Đẹp thật đấy nhỉ. Đẹp khủng khiếp các bạn. Gần như không có một tí sẹo nào. Trâu nó như gá với nhau ấy. Tại vì cái chỉ này rất là bé. Chỉ này nó to bằng, nó không to bằng sợi tóc các bạn. Đây các bạn thấy cái lông này. Cái lông to ngang sợi chỉ rồi. Chưa 6 giờ tối rồi. Các ngày trong tuần vậy không được, ngày thứ bảy chủ nhật. Ngày ăn được không?